Xin chào anh em, thì hôm bữa mình có giới thiệu với anh em về cái chai thuốc nhỏ đá này rồi, thì rất là nhiều anh em tin yêu ủng hộ và sản phẩm này mình đang bán rất là chạy. Đa số anh em xài thử qua rồi đó, thì họ rất là thích cái loại thuốc này. Nhiều anh em họ gọi điện hay nhắn tin cho mình đó là khen thuốc này rất là nhiều. Thì lúc đầu là mình bán cái thuốc này là mình nghĩ anh em là đa số là sẽ mua cái chai 1C để xài thử là nhiều. Nhưng mà sau khi đăng bán thì những anh em quen, khách hàng quen họ mua chai 5C rất là nhiều. Và hiện tại là sản phẩm này mình bán rất là chạy. Đây, anh em xem. Những cái chai mà mình quấn sẵn như thế này á, là để mình gửi cho shipper đi giao trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh hay là mình đóng hàng mình gửi về tỉnh. Còn những chai mình chưa quấn như vậy á, là để cho anh em ghé nhà mua trực tiếp. Đó, anh em xem là mình bán rất là nhiều. Anh em rất là thích cái loại thuốc này. À, nhưng đồng thời á, là cũng có những anh em á, là chưa có xài qua hay là khách hàng lạ thì cũng có những thắc mắc từ bữa tới giờ gửi đến mình. Thì xin lỗi anh em, thì mình cũng không có nhiều thời gian để trả lời riêng lẻ từng anh em hay trò chuyện nửa tiếng, một tiếng hồ với từng riêng lẻ từng anh em một được. Thì xin anh em theo dõi hết cái clip này. Thì trong cái clip này mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi mà từ bữa giờ anh em thắc mắc gửi đến mình. Mình trả lời rất là đầy đủ chi tiết cho anh em. Nếu mà những anh em nào á mà xài thử thuốc bên mình mà xài ok ưng ý, không có gì thắc mắc á, thì anh em cũng có thể xem cái clip này để mình tham khảo thêm, để mình rút kinh nghiệm hay là mình xem chơi giải trí giống như anh em mình ngồi cà phê trò chuyện thôi. Thì trước khi vào clip này á, thì sẽ có anh em hỏi là trời, hôm bữa thấy anh Hải đăng cái clip hai mấy phút hay là khi mà anh Hải bán á, thì anh Hải đều có kèm theo tờ giấy hướng dẫn sử dụng như thế này, thì đâu có gì đâu mà để thắc mắc. Nhưng mà cũng có nhiều anh em rất là khoái trò chuyện, khoái hỏi này hỏi kia. Nhiều khi nghe điện thoại là nghe bên kia là anh em đang mở cái clip của mình luôn, là đang nghe mình trò chuyện, đang nói cái vấn đề đó luôn. Nhưng mà một tai nghe nhưng mà cái miệng thì vẫn là hỏi những cái vấn đề đó. Thì anh em mua hàng bên mình thì mình đều nhiệt tình tư vấn trả lời cho anh em. Nhưng mà anh em xem trên YouTube thì nó rõ ràng chi tiết cụ thể hơn và anh em xem đi xem lại, xem đi xem lại được, tại vì cái YouTube nó lưu lại trên mạng. Còn anh em mình trò chuyện điện thoại thì nhiều khi anh em sẽ quên, anh em sẽ không nhớ. Thì bây giờ mình vẫn trả lời câu hỏi cụ thể chi tiết trên YouTube để anh em có thắc mắc thì anh em theo dõi giùm mình luôn. Rồi. Thì trước tiên á là có một số anh em không biết là xem cái thuốc mình ở đâu hay có xem trên YouTube không, thì cũng có đặt câu hỏi là anh có bán thuốc nhỏ đá phải không? Thuốc anh bán sao? Thì tôi ở tỉnh á, thì muốn mua thì anh có gửi được hay không? Thì mình cũng xin trả lời á, là thuốc này á, là thuốc nhỏ đá nhỏ vào miệng con gà, hỗ trợ con gà đi đá. Thì cái chai 1cc này thì bên mình bán là 150.000 một chai 1cc. Còn nếu anh em mua chai 5cc như thế này thì nó sẽ tiện hơn, nó sẽ rẻ hơn. 500.000 một chai 5cc. Đó, chai 1cc thì 150.000, chai 5cc thì 500.000. Cái giá này là chưa bao gồm phí ship nha anh em. Phí ship là sẽ là 30.000 trên một đơn hàng. Anh em ở tỉnh thì mình có thể gửi bưu điện chuyển phát nhanh cho anh em. Anh em ở trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ đưa shipper giao cho anh em. Ở tỉnh thì từ 2 đến 3 ngày thì bưu tá họ sẽ giao hàng tới cho anh em. Khi anh em mua hàng thì vui lòng cho mình thông tin chi tiết, tên của anh em, số điện thoại chính xác của anh em, địa chỉ nhà cụ thể của anh em thì bưu tá họ sẽ giao tới tận nhà cho anh em. Còn nếu anh em chỉ cho ấp, xã hay là huyện không có địa chỉ nhà cụ thể thì khi họ giao hàng tới họ điện cho anh em và họ sẽ có thể kêu anh em ra bưu điện nhận hàng. Cái đó tùy theo cái bưu tá chỗ anh em thôi. Còn anh em nếu mà muốn ghé nhà mua trực tiếp á, thì có thể ghé 344 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của mình là 0938 303 304 gặp Hải. Khi gửi hàng cho anh em thì mình rất là kỹ. Đây, số tiền mình ghi bằng số và bằng chữ và cho phép anh em đồng kiểm kiểm tra hàng thoải mái, đúng hàng. Ok, ưng ý thì anh em nhận hàng trả tiền trực tiếp luôn. Đây. Còn đây là hai cái khoanh tròn này, anh em sẽ thắc mắc là giống như đây là mình sẽ đánh dấu là cái mã số đơn hàng số mấy
và đây là ngày mấy để mình tiện theo dõi thôi. Tại vì khi anh em đặt hàng á thì mình sẽ nhắn tin qua Facebook như thế này. Đây. Không, Facebook này là của mình thôi. Đây, nhắn như thế này nè. Đó là để cho vợ mình ghi đơn ra rồi ông anh vợ mình sẽ đóng hàng, và khi mà đóng hàng sẽ có chụp hình lại, có chụp hình lưu lại. Anh em cứ bị yên tâm, bây giờ anh em không sợ mà thiếu hàng lộn hàng đâu. Đây nè, đó là có chụp hình mặt trước mặt sau lưu lại hết luôn, bởi vì anh em cứ việc yên tâm là không bao giờ mà sợ thiếu hàng lộn hàng của anh em hết. Bên mình rất là kỹ, và khi gửi hàng cho anh em á là bên mình đều có kèm theo tờ giấy hướng dẫn sử dụng như thế này nè. Đó, thuốc hay cựa gì anh em cứ việc coi trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng như thế này là rất là cụ thể chi tiết. Giá cả đều nằm trong này hết, bởi vậy anh em cứ việc yên tâm là không có bao giờ mà bán lộn giá cho anh em đâu. Rồi, bây giờ là tới câu hỏi tiếp theo. Là những câu hỏi này là anh em đều đã có đặt từ bữa giờ rồi, đã đặt câu hỏi rồi chứ không phải là ấy đâu. Sao thấy anh đăng 5C có 500 ngàn mà 1C tới 150 lần? Đó. Tại vì mình xưa xin thưa với anh em như thế này, đây là giá bên công ty họ đưa ra, thì mình đã sử dụng cái thuốc này, mình đã sử dụng qua, mình rất là ưng ý hài lòng. Mình đã đưa cho anh em của mình, đưa cho khách hàng của mình là họ xài rất là ưng ý hài lòng. Bởi vậy họ mình mới lấy về mình bán thôi. Những gì mình đã xài thử nghiệm qua rất là nhiều, anh em mình xài thử nghiệm qua rất là nhiều thì mình mới chia sẻ mình bán cho anh em, chứ không phải là thuốc nào mình cũng lấy bán. Và những cái thuốc này thì mình bán theo giá của công ty đưa ra là mình hưởng trên phần trăm hoa hồng, chứ không phải là tự ý mình đưa ra cái giá. Bởi vậy nói như thế này cho anh em dễ nè. Cái chai 1C này nó là 150 ngàn thì 5C nhân lên là 750, nhưng mà họ bán giá rẻ cho anh em là 500 ngàn để cho anh em kích thích anh em mua cái chai 5C để mình xài. Thì anh em có thể để ý những cái thuốc của Phi Mỹ hay Mexico này kia nọ thì bao giờ cái chai cái trọng lượng nó nhiều hơn thì bao giờ nó cũng rẻ hơn. Hay chai dầu thơm cũng vậy, cái trọng lượng nó cao hơn thì nó, giá nó rẻ hơn rất là nhiều để kích thích mình mua cái sản phẩm mà có trọng lượng nó cao hơn. Đó. À, rồi cũng có người thắc mắc. Chai 5C là 500 hả anh? Vậy giờ em lấy 5 chai 1cc cũng là 500 ngàn phải không anh? Hay là cũng có người hỏi mình là 5cc là 500 ngàn phải không? Vậy gửi cho tôi 5 chai 1cc đi. Thì mình xin thưa với anh em như thế này, là cái chai này là mình nói rồi, là cái giá công ty họ đưa ra là chai 1cc là 150, chai 5cc là 500 ngàn. Thì anh em mua chai 5cc thì mình sẽ bán gửi cho anh em là chai 5cc. Anh em mua chai 1cc thì mình sẽ bán và gửi cho anh em chai 1cc. Thì tính theo giá tiền là 1cc, chứ không thể nào mà chia như anh em nói được. Đó là mình lỗ luôn. Tại vì một chai thì mình chỉ hưởng trên cái phần trăm quê hồng cũng rất là ít. Nếu mà chai 1cc này mà anh em lấy 5 chai mà tính theo giá 500 ngàn là mình lỗ tiền luôn á. Mình phải bù tiền túi mình ra. Đó là mình nói với anh em như thế này. Vậy để anh em hiểu giùm mình. Rồi cũng có người thắc mắc là tôi mua hàng á, tại sao mà anh tính 30 ngàn tiền ship vô? Thì mình nói với anh em như thế này, tiền ship đó là công bưu điện họ đóng hàng, họ gửi hàng, họ đi giao hàng cho anh em. Chứ tiền ship đó là không phải là mình lấy mình bỏ túi riêng. Đây mình cho anh em xem là mình trò chuyện, mình là khách hàng VIP, tại mình gửi hàng rất là nhiều. Một ngày mình gửi cả 100 đơn hàng bên bưu điện, bởi vì mình là khách hàng VIP của bên bưu điện này. Nè. Phí ship nè, không có vùng xa là 34.000. Có vùng xa là 37.800, là thu hộ dưới 300 ngàn đó nha anh em. Còn nếu mà thu hộ trên 300 ngàn á là dao động từ 43.000 tới 48.000. Chưa kể nếu mà cái trọng lượng này nó cao hơn nữa thì cái phí ship nó còn cao hơn nữa, là mình bán cho anh em là mình đã bỏ tiền túi mấy ngàn ra là mình trừ hao trong võng rồi. Bởi vậy mình bán cho anh em là mình không không thể nào mà chịu cái phí ship được,
mong anh em thông cảm giùm mình. Rồi tiếp theo, thuốc này xài như thế nào, thuốc này xài được bao nhiêu con, thì trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này hay là trong trên cái chai này thì đều có ghi rõ luôn. Gà tre nhỏ vào miệng 2 giọt, gà nòi nhỏ vào miệng 4 giọt. Thì anh em thắc mắc là thuốc này 1cc là nhỏ được bao nhiêu con, thì mình xin trả lời luôn là 1cc này anh em nhỏ được 8 con gà tre, hoặc anh em nhỏ được 4 con gà nòi. Mình bảo đảm với anh em là anh em sẽ nhỏ 4 con gà nòi hoặc là 8 con gà tre, có thể là 9 con gà tre luôn. Tại vì cái thuốc này nói 1cc thôi, nhưng mà bên nhà sản xuất họ đã bơm dư vào một lượng để trừ hao, nó hao hụt thuốc. Mình xài thử rất là nhiều rồi, 4-5 tháng rồi. Bởi vậy cái thuốc này bao nhiêu con là mình biết. Cái chai 5cc này á là gà tre là nhỏ được 40 mấy con lận anh em, gà nồi là nhỏ được 20 mấy con lận. Đó là bao giờ thuốc nó cũng dư hết. Rồi, thuốc có kén gà hay không, gà tôi gà Việt lai máu có xài được hay không. Thuốc này mình xài thử rất là nhiều và mình đưa cho những ông anh ở dưới quê, dưới tỉnh xài rất là nhiều rồi, bạn bè ổng xài rất là nhiều rồi, là thuốc này không có kén gà. Nó hay cái là nó không có kén gà. Gà Việt, gà lai máu, gà lai nặng, gà Mỹ, F1, gà nhập gì mình xài cũng đều rất là tốt, rất là hợp. Không có kén gà, không có hư hại gà. Rồi anh em hỏi mình là thuốc này có hư gà hay không, thì mình xin trả lời với anh em là thuốc này là mình dám cam đoan với anh em là không có hư hại gà gì. Tại vì mình xài một thời gian dài rồi, những ông anh mình xài một thời gian dài rồi, những con gà ăn nhiều độ làm nọc luôn là không có hư hại gà, vẫn khỏe mạnh bình thường, không có ảnh hưởng tới gân cốt hay là lông lá gì hết, rất là tốt. Thuốc có kỵ nước kỵ nắng gì hay không, thì mình xin thưa với anh em là thuốc này hay cái là anh em xài, anh em cứ việc vô nước bình thường và đá sân nắng bình thường, không có kỵ nắng kỵ nước gì hết. Nhưng mà dân đá gà này thì mình mùa này mình khuyên anh em, dù mà có đá thì mình kiếm những chỗ nào mà có mái che mát mẻ này kia nọ, mình đá nó ok hơn. Tại vì nếu mà trời nắng thì nó nắng rất là gắt, bản thân con người mình nó còn mất nước nữa. Nhiều khi mình đang thắng tang, con gà mình đứng nó thở hốc quá, không phải do thuốc nhưng mà do nắng quá, anh em đá 5-10 phút con người mình chịu còn không nổi, đừng nói con gà. Hay là đang đá tự nhiên trời nó mưa lớn thiệt lớn, mình mất ăn thua không. Đó, dân bây giờ mình đi đá gà mình thấy là đa số là, cho dù dưới quê cũng vậy, đá là bao giờ cũng kiếm cây mát này kia nọ đá, chứ không ai mà lôi ra ngoài giữa đồng giữa ruộng mà nắng chang 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 mà đá hết. Cái này là anh em mình dân chơi đá gà nha, mình tâm sự trò chuyện thôi, chứ thuốc này là không có kỵ nắng kỵ nước gì hết, anh em cứ việc yên tâm. Rồi, thuốc này có bị mất bến hay không, con gà có lủi hay không. Mình cam đoan với anh em là thuốc này không có bị mất bến, thuốc này xài rất là ok. Con gà anh em bến đá như thế nào thì nó sẽ đá y như vậy, chứ không có bị mất bến hay là đổi bến. Nhưng mà lưu ý với anh em như thế này là nó cũng không có đổi bến theo ý anh em nha. Thí dụ như con gà canh mà anh em muốn nhấn đồ mốt cho nó nạp dù dù dù, hay mà con gà nạp anh em muốn cho nó đứng yên so để lấy tiền ta, thì không có nha anh em. Con gà bến như thế nào, bo đá nó như thế nào, cái tan nó như thế nào thì nó đá như vậy thôi. Đó. Thuốc này nhỏ bao lâu thì đá được anh? Thuốc này anh em nhỏ trước khi đá 1 tiếng, càng để lâu thì càng tốt. Bởi vậy anh em đi xa này kia nọ thì thuốc này rất là ok. Thuốc này có bao lì, bao chạy cửa, bao đá ăn hay không? Nhiều anh em nghe câu hỏi này cũng nói trời, ai mà đi hỏi mấy câu này, nhưng mà câu hỏi này thì bữa giờ mình gặp rất là nhiều rồi. Xin thưa với anh em là thuốc này là mình không có bao đá ăn, không có bao chạy cửa. Tại vì á lì, chạy cửa, đá ăn hay không á là phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Chạy cửa không là do bản thân con gà nữa anh em. Những con gà mà nhát gan, gà bể chạy cửa hay là gà nó suy yếu bệnh trong người á,
thì anh em thuốc tiên dược thần dược cỡ nào thì nó gồng tới một mức độ nào đó thì nó cũng phải bung chạy thôi. Nhưng mà mình cũng ngộ lắm, nhiều người thấy đặt câu hỏi mà mình thấy những con gà mà thua chạy, gà niền này kia nọ, anh em dựng lên anh em đá làm gì? Tiền mình đá đâu phải là giấy đâu anh em, mà tự nhiên anh em lôi những con gà sổ chạy hay là những con gà bệnh té gió hay là những con gà mà thua chạy này kia nọ, anh em niền là anh em đá này kia nọ. Nhiều người nói chợ tôi đá phá lấu có 1-2 triệu chơi, 1-2 triệu cũng là tiền anh em chứ không phải là vé số đâu hay là giấy đâu mà mình chơi kiểu đó đó. Mình nói trước với anh em như vậy, mình tính mình rất là thẳng thắn, mình nói với anh em để anh em cảm thấy được mua không được thôi, vẫn anh em vẫn vui vẻ bình thường, chứ không phải mua rồi bắt đầu lằng nhằng nói trời ơi sao con gà anh khen thuốc anh dữ lắm mà sao tôi nhỏ vô con gà tôi đá mấy chân bỏ chạy này kia nọ. Nhưng mà hỏi ra thì con gà đó là thay vì ví dụ như con gà đó đá một chân là bung nó chạy rồi, nhưng mà nhỏ thuốc vào thì có thuốc hay nó gượng nó gồng nó tới đá hả 7-8 chân vô gây này kia nọ thì nó bung, nó chịu không nổi thì nó phải bung thôi đó. Mình nói với anh em như vậy rồi. Nhiều anh em hỏi là nhỏ thuốc vào có cần nhấp lại hay không, thì mình nói với anh em như thế này, sẵn mình tâm sự của anh em chơi gà luôn. Thì khi mà anh em đi đá thì cái nguyên tắc của anh em mình đi đá bao giờ cũng vậy, là mình nhấp thử con gà 2-3 chân, coi con gà nó có bị gió mái, con gà nó có bị suy yếu bệnh trong người hay không, hay có một vấn đề gì trong người nó hay không, hay con gà nó nhớ mẹ hả gì kia nọ là nó nhấp 1-2 chân là nó bung chạy, thì những con gà đó mình đừng nên đá. Còn anh em không nhấp không gì hết, anh em nhỏ thuốc anh em ôm đi đá luôn, nhiều khi con gà nó suy yếu, nó bệnh trong người hay nó bị té gió này kia nọ xui rủi, tự nhiên đêm qua nó bị té gió này kia nọ, bị trúng gió té gió này kia nọ, thì có phải mình mất tiền oan không? Bản thân cái này không phải là mình có xài thuốc hay không, nhưng mà mình cũng phải kỹ vấn đề này. Mình đi đá là mình nhấp trước đi, nhấp xong ô gà ok khỏe mạnh bình thường rồi anh em nhỏ anh em cứ việc bỏ bội, rồi anh em hẹn đá bình thường không cần nhấp lại. Lưu ý với anh em là anh em nhấp trước 2-3 chân coi con tình trạng con gà như thế nào, nếu mà ok thì mình nhỏ thuốc xong mình bỏ bội rồi mình hẹn đi đá, mình không cần nhấp lại. Rồi anh nhỏ thuốc nhưng mà hẹn mấy lần lọt trạng thì qua ngày mai anh đá được không Hải? Thì xin thưa với anh em là cái thuốc này nó tác dụng trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà mình nói 24 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà dù sáng hôm nay anh em nhỏ thì chiều mai anh em vẫn đá được bình thường chứ không có gì hết, với điều kiện là anh em nuôi gà kỹ, mình chăm kỹ, mình đừng có cho nó vô chuồng bay, hay là nó đừng có nhốt gần mấy con gà kia nó sung nó bay nhảy hết giò, nó quần hết giò, hay là lôi bội soi bội này kia nọ thôi. Còn qua ngày mai dù anh em hẹn đá vẫn bình thường, nhưng mà nếu mà anh em đá tiền lớn, con gà mà mình hẹn lọt trạng nhiều, mình xách đi xách tới lui nhiều, con gà nó đừ nó cũng mệt, hay là mình hẹn lọt trạng nhiều nó gọi là mất duyên con gà đó, thì mình anh em về mình nên sổ bỏ, qua tuần sau mình đá, tiền vẫn nằm trong túi mình thôi chứ mình không có gì gấp gáp hết. Bản thân mình cũng là dân chơi đá gà nè, cũng có thằng em là nó đang vô luồng xui hả gì đó, đi đá gà thì thua mà gà nuôi thì bệnh chết, cũng máu lắm này kia nọ, đòi mượn tiền góp tiền sách, rồi hỏi có gà nào cứu bồ để đá không này kia nọ. Mình cũng khuyên bản thân mình dân chơi đá gà mình biết khi mà mình đang vô luồng xui mình nên đóng cửa chuồng, mình ngưng qua tháng mình chơi, hay là mình cảm thấy con người mình nó may mắn trở lại, nó tươi mới trở lại này kia nọ, mình sung trở lại rồi mình đi đá thử nhẹ 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 trước, mình ăn ok mình ăn độ rồi đang hừng mình mở cửa chuồng mình dứt luôn, chứ đừng có mà đang xui mà xui xui mà gà buông ra đang ăn người ta mà người ta giật lên chân té ngã không đĩa, rồi hay là gà nhà đang bệnh chết từ lưa này kia nọ, đang vô luồng xui tiền bạc nó eo hẹp này kia nọ mà gán mà máu lửa mà đá là mình thấy là thường thường đi bụi không à. Anh em thấy mấy 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 tay mà bắn súng á đang thua này kia nó liều mạng bắn súng á, cho dù con gà hay cỡ nào, con gà tuyệt đỉnh công phu đứng bồ số dách đứng trường hay là đứng khu phố đứng khu vực này kia nọ là buông ra cũng thua à. Nó ngộ vậy đó anh em, để ý từ xưa giờ coi, cái không phải là cái đó là chủ do chủ chứ không phải do gà, cái đó mình tại vì cái này là mình tâm sự mình trò chuyện với anh em thôi, chuyện ngoài lề thôi. Rồi bây giờ là mình tiếp câu hỏi nha. Thí dụ như mà anh không đá
hay là dù anh đã xong rồi thì anh có cần xả thuốc hay không. Thì mình xin thưa với anh em là cái thuốc này nó hay cái là mình không có cần xả thuốc, nó không phải là thuốc kích thích, không có hư hại gà, bởi vì mình không cần xả thuốc. Dù anh em mà đá xong á, gà bị tan thì mình về mình chích thuốc tan bình thường, mình nuôi tan bình thường. Còn dù anh em nào mà hẹn hoài lọt trạng mà không có đá thì mình về mình sổ bỏ thôi. Rồi qua tuần sau mình nhỏ tiếp mình đá. Cũng có anh em thắc mắc đó là ví dụ em nhỏ thuốc này rồi thì bao nhiêu ngày nữa em có thể nhỏ thuốc lại anh? Thì nguyên tắc là tất cả các loại thuốc á đều cách nhau 3 ngày hết. Thí dụ như mà bây giờ mình nhỏ về mình sổ bỏ thì mình nuôi lại, khuyên anh em thì nuôi khoảng chừng 6 7 ngày anh em hãy đá. Còn nếu mà anh em máu lửa lắm á, là khoảng 3 ngày đổ đi anh em đá. Cái là mình nói là anh em máu lửa thôi nha, chứ mình bao giờ mình cũng khuyên anh em là nuôi gà kỹ thì kỹ luôn. Là 1 tuần lễ là đá là ok. Rồi cũng có người hỏi là thuốc sao mà anh bán rẻ vậy? Ông A, ông B, ông C gì đó bán giá nhiêu 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 lận. Thì mình xưa xin thưa với anh em là mình đã nói ngay ban đầu rồi là mình những cái gì mình chơi mình cảm thấy hài lòng ưng ý và mình đưa cho những ông anh của mình đã test, đã kiểm nghiệm qua nhiều ok thì mình mới lấy về mình bán. Và mình bán không bao giờ mình soi mói ở giá này giá kia hay là mình để ý chuyện của những anh em buôn bán khác, tại vì mình cũng quen anh em rất là nhiều, tính mình thì giao lưu rất là nhiều, quen biết anh em rất là nhiều. Từ xưa tới giờ là mình không muốn mất lòng ai hết, dù họ sống như thế nào thì mình cũng không muốn mất lòng, không muốn đá đổ chén cơm của anh em. Bởi vậy giá công ty đưa như thế nào thì mình bán giá như vậy, còn anh em muốn bán sao thì họ bán, mình chỉ hưởng trên cái phần trăm mà công ty họ chiết khấu thôi. Và bởi vậy khi mà anh em mua cái chai thuốc này á là mình ghi tên, mình dán tem của mình, tên số điện thoại của mình này kia nọ như thế này để mình khỏi mất công mình mất lòng anh em. Rồi rồi cũng có người cái câu này mình cũng gặp rất là nhiều, hay hỏi là thuốc có màu gì anh? Ủa anh em hỏi như vậy chi trời, để so sánh nữa. Mình nói với anh em như thế này để dễ hiểu, thuốc màu thì nó chỉ có một trong bốn màu này thôi, hay là năm màu thôi: đỏ, trắng, vàng, xanh dương, xanh lá. Đó thì chỉ có năm màu đó thôi. Nhưng mà cái tên thuốc, hiệu thuốc, công ty thuốc, nói cho anh em nghe, chỉ có dân buôn bán thuốc hay là mới biết cả trăm loại. Mà nhiều khi cái trăm loại là mình còn chưa biết hết nữa nha. Nhiều khi anh em đọc cái tên mình còn không biết thuốc là gì, của công ty nào nữa. Thì bên những công ty phân phối, những người quen họ giới thiệu thuốc cho mình, họ đưa thuốc cho mình thì mình mới biết cái loại thuốc đó thôi. Hay là thấy anh em đăng bán mình có kết bạn này kia nọ, hay là đi đá chung này kia nọ thì mình biết cái loại thuốc đó thôi, chứ cả trăm cả ngàn loại thuốc lận chứ không phải ấy đâu. Đó bởi vậy anh em hỏi thuốc màu này gì làm chi, miễn sao mình xài mình cảm thấy ok, hài lòng ưng ý, con gà mình nó tươi, nó ăn độ là ok. Rồi mình cũng xin nói với anh em như thế này, cái thuốc này mình rất là ưng, và những anh em xài quen của mình xài họ rất là ưng và họ nhắn tin cho mình đây, họ khen rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì nó rất là dễ dễ chịu, nó không có kén gà. Mà mình khi mình nhỏ vào con gà đó thì con gà nó nhìn nó rất là tươi, chứ nó không phải là nó máu chó điên mà nó giống như kiểu mà nó bị sốc thuốc. Con gà nhìn rất là tươi mới, rất là sung dinh, giống như là con gà mình nuôi pin đầy cây vậy đó. Em thấy không? Thuốc đá ok nè. Ok quá anh nè. Thuốc về thử ok nè. Thì những anh em nào mà họ siêng thì họ nhắn thôi, còn đa số thì họ gọi điện không à. Trời thuốc hay quá Hải ơi này kia nọ. Bán anh chai 5cc hay là một chai hai chai gì đó, hay là những chú mà ghé nhà kia nọ, trời thuốc hay quá Hải, công nhận hay thiệt chứ, chú nhỏ vô con gà nó sung dinh, nó như chó điên vậy đó, mà buông gà đá chân ghê quá, chú mới lụm này kia nọ. Thì mình nghe những anh em khen như vậy thì mình rất là vui, rất là mừng. Bây giờ là anh em là khen rất là nhiều mà chưa có một ai cầm lên hay là góp ý chê bai thuốc này hết, cái đó là một cái rất là ok. Và trong 4 tháng mình xài thử nghiệm và đưa anh em xài 3 tháng mấy á, thì hầu như là đều thích đều khen hết, không có ai mà chê gì hết.
hay là cũng có những người bạn coi như ông anh đó, thì cũng có cái ông nó chưa xài nhưng mà ông cũng thắc mắc đó là thuốc này có mạnh hay không. Thì anh em biết rồi, thì đa số cũng có nhiều người cái tính nó cũng kỳ, cũng hay thích cà khịa này kia nọ. Chứ tôi xài cái thuốc kia cả hay lắm, nhỏ vào con gà như chó điên vậy. Thì mình xin nói với anh em như thế này, thuốc này nhỏ vào con gà nó rất là sung, rất là tươi, rất là ok. Còn nếu mà anh em cảm thấy mà muốn mạnh thiệt mạnh, muốn như chó điên không, như chó dại luôn á, gà tre anh em nhỏ 3 giọt đi, gà nội anh em nhỏ 6 giọt đi, anh em bỏ vô cái bội đi, nó lôi cái bội luôn á. Rồi khi mà anh em buông ra đá đi, nó không có lủi mà nó nhào vô. Ví dụ lủi là lủi cho gà kia đá không, không dở dòi đá, không phải. Nó như con chó điên vậy, nó cứ nhào qua đá hoài, nắm ta đá hoài, nhào qua nắm ta đá hoài, nắm ta đá hoài. Thì như vậy á, sung quá thì cũng khó. Nhiều khi nó nhào qua mình đang ăn tan con gà kia, nó tùng theo một cái trúng lọt chết, hay là trúng ông đẻ này kia nó ngã này kia nó sao. Nó cũng khó lắm anh em. Còn nếu mà anh em muốn như mà như chó điên chó dại luôn á, thì anh em cứ việc nhỏ đi, gà tre 3 giọt đó, gà nồi 6 giọt đó, anh em biết cái cảnh với nó. Tại vì đây mình xài thử rất là nhiều rồi, cái liều lượng này là chính xác nhất, ok nhất. Gà tre 2 giọt, gà nồi 4 giọt là ok nhất. Đẳng là con gà nó vô là nó đá chân rất là dữ, mà nó sung mà nó tươi con gà lắm, đá tới phút 90 mà cái giò nó còn nguyên. Thì cũng như cũng có anh em hỏi là giữa thuốc chích với thuốc đá của bên mình luôn, thì cái nào hay hơn? Thì mình nói với anh em như thế này, tùy theo mình thích chơi thuốc nhỏ hay là thuốc đá thôi, thuốc chích thôi. Tại vì cái công dụng của hai thằng này á, thì nó cũng na ná như nhau thôi, nó cũng đều tốt cho gà, hỗ trợ cho gà tốt nhất và không hư hại gà, tùy theo thôi. Nhưng mà đa số anh em đá tiền lớn thì họ thích chích hơn là nhỏ. Quan điểm bây giờ họ cũng nói là nhỏ nó nóng gà, nó khô gà, nó hư hại gà. Thì hồi xưa mình cũng vậy, mình cũng thích cái thuốc chích hơn. Nhưng mà hiện tại bây giờ không phải là mình đang bán cái loại thuốc này, mình khen cái loại thuốc này. Tại vì hai cái loại thuốc này đều là của mình bán hết, cái thuốc chích và thuốc nhỏ. Nhưng mà cảm nhận riêng của mình bây giờ, mình vẫn thích cái thuốc nhỏ này hơn. Nó tiện lợi, nó nhỏ vào con gà nó tươi, thấy rõ lắm, nó đá chân thấy rõ, thấy cưng lắm. Nhưng mà những ông anh mình, có một số ông anh đá tiền lớn thì vẫn thích cái thuốc chích của mình hơn. Có một số khách của mình họ vẫn thích cái thuốc chích hơn. Họ nói anh vẫn thích cái thuốc chích của Hải, anh xài thuốc chích của Hải và thuốc chích mình vẫn bán chạy. Tuy rằng bây giờ cái số lượng nó có giảm xuống, thí dụ như hồi xưa 100 đi, 100% đi, thì bây giờ nó giảm xuống khoảng chừng 70%, 60%, nhưng mà vẫn còn người thích chứ không phải là họ bỏ luôn. Còn đa số hiện tại bây giờ là cái sản phẩm nhỏ này rất là bán chạy, tại vì nó tiện lợi và nó hay, nó hiệu quả. Rồi cũng có người hỏi là thuốc của anh với thuốc của anh hay ông tên gì đó, thì thuốc nào xài hay hơn? Thì mình cũng nói ở trên với anh em rồi, thì bất cứ thuốc của ai cũng vậy hết, anh em có thể mua, có thể xài, miễn sao mà mình cảm thấy xài hiệu quả, ok, hài lòng, ưng ý là được rồi. Chứ mình từ xưa tới giờ là mình quen biết anh em rất là nhiều, mình xưa giờ là mình không muốn mất lòng ai hay đập đổ chén cơm của ai, dù là quen hay không. Bởi vậy mình không có so sánh với những anh em khác, mình chỉ bán những cái thuốc nào mình đã xài thử nghiệm qua, mình cảm thấy hài lòng, ok, ưng ý, mình chia sẻ với anh em. Và mình nói với anh em thích, anh em quý mến, anh em có thể mua, anh em xài. Còn anh em không thích, anh em không mua, anh em mình vẫn vui vẻ bình thường, chứ không cần mà nói nặng nói nhẹ hay là kiếm chuyện để chọc bên kia, đá bên này này kia nọ. Mình không có thích cái vấn đề như vậy. Bản thân mình cũng không thích đi mà chọc những anh em buôn bán khác, họ bán sao thì chuyện của họ. Miễn sao mà mình chơi gà mình thấy hiệu quả, mình ăn độ là mình chơi thôi. Rồi, đó là những thắc mắc của anh em. Thì mình tổng hợp lại luôn. Thì mình tổng hợp thì bữa giờ anh em mà thắc mắc cái gì đó, thì mình tổng hợp trong cái clip này mình trả lời cho anh em rất là cụ thể, rõ ràng, chi tiết. Đó anh em xem. Bên mình rất là kỹ, và khi gửi hàng cho anh em nè, quấn nè. Cái chai này dày chắc dữ lắm. Quấn như thế này rồi bỏ vô hộp. Kỹ cho anh em.
Và mình lưu ý với anh em, khi anh em nhận hàng thì anh em vui lòng mở ra anh em kiểm tra hàng giùm mình. Đúng hàng, ok, ưng ý, không bể, không gì hết thì anh em trả tiền cho bên bưu tá luôn giùm mình. Rồi, xin cảm ơn anh em nha.